Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh của mình Vậy là đã kết thúc cái sự kiện đầu giá event rồi Chúng ta sẽ chuẩn bị uh, dự đoán Cái uh, đợt uh, đầu giá đợt sau sẽ là S cộng nào Và chuẩn bị cho chuỗi sự kiện Đó là từ ngày mùng 6 cho đến ngày 12 Và tuần sau thì là sẽ có Cái sự kiện vòng quay S cộng uh, giữa Z Rome Với cả Rayquaza, nhưng trước đó thì chúng ta sẽ Cùng nhập một cái cốt uh, Mừng ra mắt server thứ 300 Thì đây chính là cái cốt uh, Được đăng ở trên trang chủ này Với cốt này thì bạn sẽ có hại Thêm 20 mảnh vận đăng đỏ và vàng này 2.000 kim cương và kèm theo đó là một cái dương bảo vật sử thi ừ, cũng xem như lần trước xem đợt này thì mình có hên khi mở nó nữa không được một cái vòng và vì mừng cái sự kiện đó là 300 CV đã được ra mắt thì chuẩn bị có một chuỗi các hoạt động sẽ diễn ra từ ngày mùng 6 cho đến ngày 12 thì trong đó sẽ có sự, sự kiện đó là quét ải rơi hoa hồng này cái sự kiện này nó cũng tương tự giống như cái mùa Valentine đợt vừa rồi, đó chính là các bạn sẽ sử dụng cái thể lực của mình. Hiện tại bây giờ thì thể lực của mình đang có tích thằng này này. Các bạn quét được càng nhiều thì các bạn sẽ lấy được rất là nhiều hoa hồng và hoa hồng này thì sẽ mở ra được có thể được mảnh vạn năng vàng hoặc là kim cương. Thì bạn nào mà từ giờ cho đến lúc đó thì cứ tích thể lực để chuẩn bị diễn ra diễn ra cái sự kiện này là bắt đầu là quét thôi. Tiếp tục đó là quà đăng nhập 7 ngày, đăng nhập 3 ngày thì chưa biết là sẽ đăng nhập sẽ nhận được quà gì gói hoa hồng, gói hoa hồng thì ở diện trong ở phần ưu đãi này, ở phần ưu đãi này nó sẽ bán các gói hoa hồng và các bạn sẽ nạp để lấy được các hoa hồng với cả kèm thêm kim cương, thì mở ra cũng sẽ được thêm kim cương hoặc mảnh bản và đăng vàng. Tiếp theo đó vòng quay kim cương à, sẽ lấy được mảnh danh sách trong vòng 7 ngày, vậy là chính thức danh sách sẽ không có trong sự kiện đấu giá sắp tới ở bản tiếng việt này. Vậy là theo như dự đoán đợt trước của mình đó là một trong hai cộng evento với cả memento thì memento đã ra ở trong vòng quay rồi này và eventual ở trong đấu giá thì bây giờ đợt sau đó chính là sách với cả Celebi thì thôi rồi sách đã chính thức ở trong cái sự kiện vòng quay này rồi thì S cộng đầu giá sắp tới ở bản tiếng Việt này sẽ là Celebi này một S cộng thực ra là một con thuộc dạng phòng thủ tuy nhiên là bộ hỗ trợ của nó chủ yếu là dựa vào theo kiểu kháng tử và nó có cái khả năng khống chế, trói và giảm nộ của địch rất là tốt con này thì thực sự rất là đáng để lên 8 sao này Nếu mà lấy được nó thì mình cũng sẽ lên 8 sao thôi Một sự bổ trợ rất là lớn dành cho Pokemon của bạn Nhất là có thể tặng cho Diamond Gaudon của bạn có thêm một cái khả, một cái sinh mạng nữa Với hiện, thời điểm hiện tại bây giờ thì các bạn biết là Được như Q mà Raymond Gaodon đã thấy khó rồi này Bây giờ thì Celebi ra mắt lại tặng thêm một cái là kháng tử nữa này nếu bạn đã có hô ô này, thêm một lần hồi sinh nữa thì thực sự là giết Diamond Gordon sẽ càng lúc càng khó dần. Thế nên là càng lúc S cộng như thế này thì nếu mà không được chỉnh sửa bộ skill thì hoặc là nếu mà đã chỉnh chỉnh sửa thì cũng sẽ cầm cự được đôi chút với cả S S Raymond Gaudon này và chưa kể đến đó là tháng 7 này nếu mà ra mắt Raymond QO nữa thì uh, toàn bộ những S cộng ở đây thì cũng coi như là chỉ lấy để làm phôi là chính thôi chứ thực ra cũng chẳng có hứng thú gì để lấy những S cộng trong này nữa vậy là chốt dự, là gen sách sẽ ra ở sự kiện vòng quay và theo như vậy thì Celebi này sẽ ra ở sự kiện đấu giá trong một tháng tới và ngày hôm qua là kết thúc cái sự kiện đấu giá rồi thì đến tuần này thì hầu như là cứ sau một tuần thì uh, sẽ có cái sự kiện uh, quay chìa khóa để các bạn có thể uh, lấy thêm được một số bảo, bảo vật sử thi khác thì đến lúc này thì uh, đến chắc là tầm thứ năm hoặc là thứ sáu hay thứ bảy chẳng hạn thì sẽ diễn ra cái sự kiện uh, quay chìa khóa thì các bạn lúc đó sẽ tiêu tầm 150 cái chìa khóa thôi là các bạn đã có thêm một cái dương bảo vật sử thi rồi đến lúc đó thì tháng tiêu còn hầu như là một tháng sẽ diễn ra sự kiện này một lần Tiếp đến đó là cái sự kiện nhà chọc trời 7 ngày. lại cái sự kiện nhà chọc trời này thì đã diễn ra rất là nhiều lần rồi. Xây nhà và lên được đến tầng thứ tầm 50 thì phải thì các bạn sẽ nhận được đồ và quan trọng hơn là có một số cái đồ ở trong đấy mỗi ngày. Thì đó chính là cái chuỗi sự kiện mà chưa biết là có khi mà sự kiện 7 ngày lễ hội gì nữa không. Nhưng mà đó là những chuỗi sự kiện chính sẽ diễn ra từ ngày mùng 6 cho đến ngày 12. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với nội dung thứ hai ở trong clip này. 2 3 cũng được. Ừ. Đó là chính là S cộng sẽ diễn ra ở trong sự kiện là vòng quay à, đợt tới ở bản tiếng Việt đó chính là Zerom với cả Rayquaza trong đó Zerom sẽ là S cộng chính tại vì nó vừa gọi như là xuất hiện ở trong hai tháng trước rồi đợt này ra mắt ở trong sự kiện đầu giá à, trong sự kiện vòng quay vậy thì là đợt sau nếu mà giả sử bỏ Kyurem đi ấy, thì đợt sau sẽ là S cộng uh, Giachi sẽ xong sự kiện vòng quay này và trong hai S cộng đợt này nếu mà các bạn lấy mà chỉ để lấy bốn sao thôi thì cả hai đều Lởm cả. Còn nếu mà để so sánh thì mình nghĩ là Zeprom về sát thương gây ra thì nó vẫn còn sẽ hay là độ hữu dụng thì Zeprom 4 sao vẫn sẽ nhỉnh hơn so với về Rayquaza. Còn bạn nào mà muốn lấy Rayquaza để lên được S Mega Rayquaza thì nó sẽ tốt và sử dụng được trong một khoảng thời gian cũng là dài đấy. Bởi vì là hiện tại bây giờ S cộng có con nào sát thương to bằng con Mega Rayquaza này đâu S mà. Nhưng mà nếu mà bây giờ chị lấy Rayquaza để lên S Mega Rayquaza này thì cảm thấy rất là phí, rất là tốn thời gian. Mà trong khi đó là diamond goldon đã ra mắt rồi này diamond kyo lại chuẩn bị ra mắt nữa thì các bạn nên tốt nhất là nên tập trung vào những S mới hoặc là tốt tập trung vào những S cộng mới nó sẽ tốt hơn. thế nên là việc là lấy ray qua ra bây giờ là mục đích là kích duyên là chính hoặc không là dành cho bạn nào đam mê lên mega ray còn không thì nữa là bỏ qua đi. còn nếu các bạn nào mà đam mê nó thực sự rồi ấy, mà không lấy mà hỏi nó mạnh hay không ấy thì câu trả lời này tức nghĩa là đam mê thì lấy còn nếu mà cảm thấy nó không mạnh thì thôi bỏ qua. Còn với Jackrome, Jack Rome thì đợt trước bit war đầu giá thì rất là nhiều người nói là nó là sát thương nó gây ra rất là mạnh. Nhưng mà đến thời điểm bây giờ thì khi có eventual ra mắt như thế này rồi thì các bạn thấy đó là eventual là một con đã đam gây ra rất là cao. Còn với Jack Rome này thì mình đánh giá nó kiểu dạng như là nó sẽ sát thương nó gây ra nó sẽ cao hơn khi mà được đếm tầm 8 sao. Nếu các bạn không chơi S, không chơi S ở đây, ví dụ như là các bạn không chơi Hupa 8 sao hay là không chơi Mega Ray hay là Raymond Gaudon thì các bạn hoàn toàn có thể lấy Jack Rome là một con đam chính và nâng lên 8 sao được. Nhưng mà thời điểm sắp tới, ví dụ như là con Jesek uh, này hay là con Zelra ra mắt chẳng hạn. Thì nếu mà lên 8 sao hai con đấy thì mình sẽ thấy nó đáng hơn so với Jack Tất nhiên là càng S cộng về sau càng lúc nó sẽ càng mạnh dần rồi. Còn nếu mà ở thời điểm này thì nếu các bạn lên được Hupa 8 sao cũng là một S cộng đam rất là tốt. Thế nên là cả hai S cộng Jack hay là Rayquaza nếu bạn bảo chỉ chấn, chỉ chọn được một con thôi chẳng hạn thì Zacrom uh, có lẽ là ưu tiên hơn, còn nếu mà con nào mạnh hơn để đi tốt hơn thì, thì các bạn có thể bỏ qua cả đôi để chờ những con S cộng mới tốt hơn. Nếu mà giả sử mà sắp tới mà Celebi ra mắt được rồi này, thì S cộng sau Celebi sẽ là Sonia với cả Zera, thì không biết nhà phát hành lại có bỏ một trong hai con không, hay là cả hai con này đều hot thì sẽ bắt đầu là bỏ thôi, sẽ lấy lại những con cũ ở vòng quay và bắt đầu ở hay là Zera nó sẽ cùng có ở trong cái sự kiện đấu giá. Nhưng mà trước mắt bây giờ tháng sau thôi là đến sự kiện Giachi rồi và trước đó Giachi thì đó là cái sự kiện đấu giá CB rồi. Mình nghĩ là đợt này luôn đấu giá sẽ gắt đấy bởi vì CB rất rất cần cho cả top với cả những người chơi mà hầu như ai cũng sẽ cần CB và tám sao nó cực kỳ tốt. Còn sau CB là Sonia rồi. Sau CB Sonia nữa thì lại một cuộc đấu tranh quyết liệt nữa để có thể lấy được Sonia ở trong cái sự kiện đầu giá này, bởi vì Sonia cũng là một con S+ cộng hỗ trợ cho team cực kỳ tốt khi mà chỉ với 4 sao thôi. Bản tiếng chung thì mình cũng đã đang sử dụng nó đây, vẫn vẫn chỉ 4 sao thôi, nhưng mà nếu mà có điều kiện thì lên được 8 sao thì nó cũng sẽ rất là tốt. Thì ở bản tiếng Anh bây giờ đó là bộ ba Sonia này, Gachi và Celebi là bộ ba hỗ trợ team cực kỳ tốt luôn. Nếu mà thiếu một trong bộ ba này thì chắc là mỗi Gachi thôi chứ còn Sonia và Celebi về sau vẫn đi dài được. Còn với Gara một S cộng đam, uh, rất là tốt uh, theo kiểu mà công vật lý nếu mà so với cả những s cộng uh, trong này mà phòng thủ ấy thì chắc là có thể là cho bay được nhưng mà nếu mà so với mình gardon thì vẫn còn kém lắm thế nên là những s cộng trong này chắc là trừ khi masadao ra mắt thôi thì mới gây sát thương lên cao với cả con bayman gardon này còn nếu không thì ss mega ray qua ra hoặc là Diamond, uh, con uh, hupa này cũng uh, có thể gây sát thương tốt lên bayman uh, gardon có vẻ có thêm một con S+ cộng mới thì team nó cũng sẽ tốt dần dần lên, mặc dù là mình cũng chỉ nuôi ở 4 sao thôi. Và ngày hôm qua thì coi như là đánh được uh, leo lên được hạng như thế này rồi thì uh, mình cũng quả uh, nhiên bây giờ có thể trụ được ở hạng 2 sau khi mà nhận ra đó là bỏ bớt những con mà châu châu ra bởi vì là càng châu thì tim bạn càng nhiều mà càng nhiều thì con Diamond gordon bên kia nó tích được cái trái tim nóng chảy nó sẽ càng nhiều hơn bên mình còn bên mình chết giết bên đỉnh nhanh hơn thì con Diamond gordon của mình cũng sẽ yếu hơn bởi vì càng nhây thì con Diamond gordon này nó sẽ càng tích được cái trái tim nóng chảy nó càng nhiều thì nó sẽ tốt hơn thế nên mà mình lại chơi cái tim kiểu này thì các bạn thấy bây giờ đó là nhiều người thì nói là ở server này của mình nghĩ Thì dạy như là Không ai thèm lấy con Eventro này Bởi vì là Nghĩ là nó Không đi được xa này Không đi được lâu này Hoặc là bây giờ Dồn cho những con khác tốt hơn Thì nếu các bạn mà là Dân nạp VIP 18 chẳng hạn Thì Meta bây giờ chính là giàu Nạp tiền vào Thì đó chính là Meta Còn nếu mà Giả sử mà vẫn cứ Chịu Dạy như là Lì Lấy những con S cộng cũ Để trong team cũng bị thua Những cái team mới Thì Thì đó là rốt rồi Bởi vì là Meta bây giờ là hầu như là những con S cộng mới luôn luôn là mạnh hơn S cộng cũ rồi. Nếu bạn không chạy theo kịp Meta thì bạn phải là nuôi cực kỳ mạnh thì mới có thể trụ lại được. Thế nên với những con tiểu dạng như Evangel này thì mình nghĩ là nó đã tốt sẵn được 4 sao rồi. Bạn nào mà lấy nó nâng lên 8 sao nữa thì thấy nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều. Nó chỉ khác ở bản tính Anh ở bây giờ đó là bản tính Anh thì là kỹ năng của 8 sao nó cho luôn ở 4 sao rồi. Và 8 sao của nó đó là khi mà nó giết được một địch thì nó sẽ chui lại vào cái lần nữa. Thì đó là cái khác của 8 sao thôi. Còn đâu với con Eventual này thì mình vẫn đánh giá nó là tốt Với Eventual này thì mình mình cứ hay nói đó là Nếu các bạn mà nuôi nó lên 8 sao thì mình cảm thấy nó lãng phí Bởi vì sau một khoảng thời gian nữa Tất nhiên là có người nói là khoảng thời gian nữa là bao giờ, bao lâu, bây giờ đang mạnh rồi thì cứ nâng lên thôi Nhưng đấy là, gọi như là nhiều bạn lan tăn mà Bạn nào mà kiểu lại cứ hay hỏi đó là con này có chơi lâu dài được hay không, nên có đầu tư được hay không thì mình cứ trả lời như vậy thôi. Bởi vì xét theo cái meta của nó này ở bản tiếng Anh hay là ở bản tiếng Trung chẳng hạn thì nó cũng đã đuối hơn rất là nhiều rồi. Và lúc bắt đầu ra thì mạnh thật nhưng mà càng dần về sau thì nhiều team nó cũng không cần thiết đến với Evento nữa. Thế nên là nếu mà nói mà mạnh Evento lúc này thì thực sự là nó mạnh thật. Còn nếu mà các bạn đều dạy nhân để đầu tư đi một khoảng thời gian nữa lâu hơn nữa nếu bạn chưa có những S cộng mới tinh mạnh hơn thì tương nhiên là nó vẫn ở trong team và nó vẫn mạnh rồi nhưng mà nếu mà chỉ xét vào việc uh, S bây giờ nó ra mà bản tiếng Việt này lấy phôi bây giờ quá là dễ luôn việc lên S cũng không phải là quá khó thế nên là việc lên được một con S cộng mà dạng như là eventual này chẳng hạn 11 sao này hay là bạn uh, sẽ nâng lên một con có thể có tiềm năng lên S và sử dụng những cái phôi mà các bạn đã có để cho vào đó thì các bạn sẽ có được một S Thì mình luôn luôn chọn là đi theo hướng S sẽ an toàn hơn Bởi vì S nó sẽ chơi lâu dài được Ví dụ như Diamond Galdon chẳng hạn Nếu giả sử mà đến lúc mà Diamond Kyo ra mắt Thì nó vẫn có thể chống trụ được được Bởi vì là bây giờ có con thủ nào có thể trụ được Diamond Kyo tốt bằng con Diamond Galdon này đâu Và nếu mà con Diamond Kyo ra mắt nữa Mà có thể ra được Mega TNC Thì lúc đó Diamond Galdon lại quay trở lại được với team tiên đất đá Thì là một cái sự lựa chọn tốt thế nên là ss nó cũng sẽ kiểu dạng như là không bị ao meta một cách nhanh như vậy như s cộng đâu mà kiểu dạng như là nó sẽ có một cái gì đó kiểu dạng như là xuất sắc hơn s cộng rất là nhiều thì đó chính là đặc điểm để phân biệt được ss với s cộng rồi và tất nhiên là s cũng chỉ để chơi cho vui lúc đầu thôi này mặc dù là đam mê nó lắm nhưng mà bây giờ kiểu dạng như nó cũng không có cái, cái tiềm năng gì để team mình có thể mạnh hơn để đấu với cả những người chơi khác cả thế nên là cũng phải vứt bỏ đi những cái đam mê để đến tiến với những cái team nó mạnh hơn ra đấu trường thế giới này thì thua thì kinh khủng luôn nhưng mà vẫn có thể thắng được một vài người. Tất nhiên là đây, Zergro 11 sao luôn này. Nếu là mình thì mình cũng không đầu tư như thế này đâu. Jack Rome tận 11 sao mình cảm thấy rất là lãng phí. Còn nếu mà đây, uh, QO cũng lên 11 sao rồi này thì có thể có Bremen QO thì còn sẽ đỡ hơn. FML cua này. Lấy được khung của con Evento này, lên được GIG này, uh, 11 12 sao luôn này, Tianga 12 sao luôn này, rất là ác luôn này thì chúng ta sẽ cùng thử xem. Uh, Trà Linh Chi này. Mewtwo, Mega Ray, ra 12 sao này. Toàn VIP 16 này. Nhưng mà việc không có con Raymond Galdon này thì cảm tưởng như là bạn sẽ bị khó khăn hơn rất là nhiều khi đấu với cái team của mình rồi. Đây, chúng ta sẽ cùng xem thử trận này. Hình như là người chơi này có vẻ là đi theo hướng team thép chẳng phải. Nhưng mà đợt tới là sách đã ra sự kiện vòng quay rồi. Nếu mà chịu khó nạp thì sẽ có được nó ở 4 sao thôi. Hình như là tầm 300.000 thì phải. Ừ, thì có một S+, -cộng. cũng khá là mắc đấy đi theo hướng tim thép thì phải cũng có evento này lấy hạng nhất thì phải. Tại vì mình thấy có cái khung mà thì cũng chưa biết là trong cái clip này thì evento này bao nhiêu sao. Nhưng mà mình thì vẫn cũng sử dụng là ở trong tim với 4 sao thôi. Với tim thép này thì hiệu ứng cháy của bên mình thì nó sẽ có hiệu quả hơn. Đi ăn ga về hai sao này. Nhưng mà cái sát thương đánh vào con Uh, Ray hay là con Raymond Gordon của mình phải nói là quá là tệ luôn. GH cũng 12 sao này hỗ trợ rất là tốt này. Eventual đã chính thức uh, lọt ra rồi này. Team này chơi theo cái hướng ấy rồi hai triệu một này cũng giết được một con rồi đấy. Bởi vì là Eventual này nếu các bạn chơi mà theo kiểu mà của cái bão mưa băng của nó kinh thế Đây cái team này bây giờ cũng ác ra phết nhưng thực ra là những con ở hàng sau của mình là coi như là những con theo kiểu mà một là hỗ trợ được Raymond Gaudon hai là nếu không có con, con mấy con này thì câu dạy như là Raymond Gaudon cũng tránh được mấy cái hiệu ứng đó là theo kiểu mà đánh lan của con Eventual này ví dụ như vừa rồi thế nên là cũng không cần thiết cho lắm bởi vì một mình con Raymond Gaudon của mình thì cũng có thể trụ lại được và thêm con Eventual của mình 4 sao thôi nhưng vẫn trụ rất là tốt thì như mình lắp nó cái quả táo thì phải thì lắp quả táo thì hầu như team nào cũng có cái sự sinh tồn nó sẽ tốt hơn thì đây chính là event số 4 sao của mình này và bên này còn chưa giết được đó là cái hiệu ứng trái tim đóng chảy của con Raymond Gordon của mình nữa thế nên là lên lên theo kiểu đam mê thôi và cuối cùng chúng ta xem nốt trận này nhé xem trận thắng thôi chứ không xem trận thua để xem mà một người chơi có hô ô với cả Raven Godon nhưng mà lại thua team mình thì không biết là nhiều con uh, uh, event của mình có phải là giúp được ích gì cho team hay không. À để team uh, Mega Ray qua ra lên đầu trước để có thể là làm cho team mình uh, mất máu nhanh hơn của con Raven Godon nè. Như bạn thấy đó là con uh, Magnezone đã chính thức tử rồi, nhưng mà thôi đồng thời là nó cũng làm cho bên kia cũng bị mất máu đi rất là nhiều. Cũng to luôn con uh, Giatina rồi. Bây giờ chỉ còn lại có mỗi một con Diamond uh, Gaudon để trụ với cả cái team uh, sắp tới nữa thôi. Rồi, bởi vì Reseram chuẩn bị, cũng chuẩn bị toi rồi. Vậy thì tình huống ở đâu mà mình lại thắng được cái team này nhỉ? mười 11 sao. Nhưng mà cũng tử. Thôi chết. Eventual của mình đã chính thức uh, xuất hiện. Xong. Bây giờ có mỗi mình con Diamond Gaudon thôi. Nhưng bên kia thì... Uh, còn cả một cả một đội hình dày đặc. Nhưng mình nghĩ là có thể một phần đó là con Ramen bên địch thì đã không hấp thụ được nhiều cái trái tim nóng chảy, còn con bên mình thì nhiều hơn. Bởi vì bên kia bởi vì trái tim nóng chảy nó sẽ dựa theo đó là cái lượng sát thương của động đất này với cả lửa dung nham đánh lên địch này. Có khi là chơi với một mình con Ramen Godon team mình nó có lẽ tốt hơn chứ nhỉ? chỉ bị nếu lại không chế nhiều quá thôi chứ còn đâu thì vẫn rất là ổn bởi vì những con này thì gây sát thương lên rất là kém trừ mon Megaray thôi còn khi mà nó tiến được vào chạy tại chạy trái tim nóng chảy thì xác định luôn bọn kia sẽ bị nổ đam mà chết thôi một phát vừa rồi động đất là mất đi 300.000 ở một con tất nhiên là coi như mình đã thêm được tầm triệu hai vào trong cái trái tim nóng chảy của mình rồi Mewtwo 12 sao các kiểu Nhưng mà đam vào con Diamond Gondolin này vẫn rất là kém này Bên kia cũng vào trái tim nóng chảy Nhưng các bạn sẽ thấy đó là cái bên kia Cái trái tim nóng chảy mất rất là nhanh Và bên mình thì vẫn có Nhưng bên kia được hên được, đó là được cái um, Quả trứng hồi sinh này Nhưng mà cuối cùng đã chiến thắng Ok vậy là tốt rồi à, Bây giờ có thêm event rồi Thì tim mình cảm tưởng là nó sẽ tốt hơn lúc trước với Evento này thì có bạn uh, bảo là trừ tốc của nó nhưng mà nếu mà tốc của nó mà nó mình thấy là tốc của nó vẫn ổn đấy bởi vì là nếu nó xuất hiện ấy xong rồi đến lượt thứ tiếp theo ấy bạn gọi uh, là như là chưa đến lượt hành động của nó mà nó đã chết rồi chẳng hạn thì um, tốc độ vẫn là một cái cần thiết đối với cả Evento này nếu mà dạ, nói về um, trừ bắt buộc phải trừ thì chắc là trừ về thủ thôi còn nếu mà trừ tiếp nữa thì chắc là công vật lý còn nếu mà cái tiếp theo nữa đó là cái trừ thêm cái phần tốc còn phần công đặc biệt đó là sát thương của nó gây ra thì tốt nhất là không nên trừ các bạn có thể sử dụng táo dành cho eventual cũng được hoặc không thì các bạn nâng lên thêm một số món đồ ví dụ như là cái trọng lượng sức mạnh này để tăng thêm cái tỷ liệu kích dành cho nó thì sát thương nó gây ra nó sẽ cao hơn hoặc là cái đĩa cái đĩa này chẳng hạn nếu mà giả sử cái eventual của bạn tỷ lệ chí mạng nó cao sẵn rồi thì sử dụng đĩa nó sẽ gây sát thương cao hơn Ok, hẹn gặp lại các bạn vào trong cái sự kiện ngày mùng 6 tháng 4 uhm, sắp tới. Hôm nay ngày bao nhiêu Mình cũng quên mất béng. Béo mất. Thì uh, sẽ có một chuỗi sự kiện uh, trong game để mừng uh, kỷ niệm đó là ra sẽ mắt server thứ 300.